Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Công đoàn của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tết Sum Vầy được Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tổ chức năm 2016 đã trở thành hoạt động thường niên, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, sự quan tâm, động viên, chia sẻ đối với đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua 6 năm, chương trình Tết Sum Vầy đã có sức lan tỏa lớn, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ đón năm mới vui tươi, đầm ấm. Phóng sự của phóng viên Thủy Linh, Đình Hiếu tại chương trình Tết Sum Vầy năm 2021. Những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt việc chăm lo đến quyền lợi, điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho đoàn viên, Liên đoàn Lao động tỉnh còn phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan doanh nghiệp và mạnh thường quân để thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo quyền lợi ích, san sẻ khó khăn với cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh. Đã có nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa hướng đến người lao động như chương trình Tháng Công nhân, Tết Sum Vầy, Mái ấm Công đoàn, Phúc lợi Công đoàn. Trong đó, chương trình Tết Sum Vầy đã được triển khai thực hiện từ năm 2016 với nhiều hoạt động có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc khi thể hiện sự quan tâm động viên tinh thần rất lớn của các cấp lãnh đạo, tổ chức công đoàn tới công nhân lao động. Năm 2021, chương trình Tết Sum Vầy được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tại huyện Bảo Thắng với chủ đề Kết nối yêu thương, hướng đến chăm lo hỗ trợ đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn nghề nghiệp hoặc lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các cháu là con của đoàn viên lao động là trẻ mồ côi khuyết tật. Chương trình năm nay có nhiều điểm mới với chuỗi hoạt động sôi nổi hấp dẫn. Phần đầu chương trình, đoàn viên lao động đến từ các công đoàn cơ sở tham gia hội thi gói bánh trưng xanh, trang trí mâm ngũ quả. Hoạt động này vừa tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong dịp Tết Nguyên đán, vừa khơi dậy tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau giữa đoàn viên người lao động. Điểm nhấn quan trọng trong chương trình Tết Sum Vầy Kết nối yêu thương năm 2021 là các hoạt động hướng đến quyền lợi của người lao động như tư vấn pháp luật, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí hay làm đẹp, thu hút hàng trăm lượt đoàn viên công đoàn tham gia sôi nổi. Tại bàn tư vấn pháp luật, người lao động được các tư vấn viên giải đáp những băn khoăn thắc mắc liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng được hưởng. Đây là năm đầu tiên chị Lương Thị Hạnh, đoàn viên công đoàn trường mầm non Duyên Sơn, thành phố Lào Cai, tham gia chương trình Tết Sum Vầy Kết nối yêu thương. Bản thân chị phát hiện mắc bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn 2 vào tháng 10 năm 2020. Dù đã chủ động tìm hiểu quyền lợi được hưởng khi mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng những thông tin chị thu thập được chưa rõ ràng. Tại chương trình, được các tư vấn viên pháp luật của Liên đoàn Lao động tỉnh tư vấn nhiệt tình, chị Hạnh đã hiểu rõ hơn về chế độ bảo hiểm y tế, cách hoàn thiện hồ sơ thủ tục để hưởng quyền lợi trong khám điều trị bệnh. Ngoài ra, chị Hạnh còn được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà Tết. Sau khi mình được tham dự chương trình Tết Sum Vầy do Liên đoàn của thành phố và tỉnh tổ chức thì mình thấy rất là vui và rất là cảm ơn. Được các anh chị tư vấn thì mình đã hiểu hơn về quyền lợi chính sách, quyền lợi của mình về bảo hiểm cũng như và về pháp luật. Thì mình đã nắm được những cái cơ bản nhất về cái chính sách bảo hiểm y tế đối với mình. Thì mình rất là cảm ơn các anh chị đã tư vấn. Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cũng là khu vực thu hút được nhiều người tham gia. Tại đây, đoàn viên người lao động được các y bác sĩ đo huyết áp, thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe. Theo tôi thì theo tình hình COVID hiện nay, được đến tham dự chương trình như thế này mà chúng tôi là những người công nhân, được cán bộ cũng như các công nhân viên y tế ở đây kiểm tra cho chúng tôi như khỏe như thế, tôi cảm thấy rất yên tâm và cảm thấy rất là tâm trạng rất thoải mái để đến dự một cuộc vui như thế này. Chúng tôi rất là cảm ơn mọi người ạ. Năm nay, chăm lo cho đoàn viên lao động dịp Tết Tân Sửu, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng trên 2.000 suất quà cho công nhân viên chức người lao động và thăm chúc Tết 11 đơn vị trực Tết với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Tại chương trình Tết Sum Vầy Kết nối yêu thương, đã có 19 doanh nghiệp tham gia ủng hộ đoàn viên lao động đón Tết với số tiền 278 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà Tết cho 151 đoàn viên lao động trị giá 800.000 đồng trên một suất quà trên một người. Dịp này, các đơn vị, các cấp công đoàn cũng tổ chức tiễn người lao động về quê ăn Tết.
Những chuyến xe được đơn vị doanh nghiệp bố trí đưa người lao động về quê ăn Tết sớm, giúp người lao động đi lại thuận tiện hơn. Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, chương trình Tết Sum Vầy cũng được các cấp công đoàn hưởng ứng, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện với sự tham gia đông đảo của các đoàn viên và người lao động. Trong đó, một số đơn vị thực hiện có hiệu quả như Liên đoàn Lao động Thị xã Sapa, Liên đoàn Lao động huyện Mường Khương, Liên đoàn Lao động huyện Bắc Hà, mang lại không khí vui tươi phấn khởi đầm ấm cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết đến xuân về. Liên đoàn Lao động huyện Mường Khương đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức chương trình Tết Xuân Biên giới Kết nối Yêu Thương tại địa bàn xã Dình Chin. Tại chương trình Tết thì đã tổ chức cho 427 học sinh của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Dình Chin ăn Tết ở tại trường, tổ chức tặng quà cho 98 suất cán bộ công nhân viên chức, người lao động, các hội viên của các hội và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại huyện Bắc Hà, chương trình Tết Sum Vầy năm 2021 được tổ chức tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Mòn 2, xã Nậm Mòn, với sự tham gia của giáo viên học sinh nhà trường cùng đại diện cán bộ công nhân viên chức người lao động trên địa bàn. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng quan tâm hỗ trợ của các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Từ nguồn Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Lào Cai với số tiền là 125 triệu đồng, Liên đoàn Lao động huyện Bắc Hà đã trao 280 suất quà Tết cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các cháu mồ côi khuyết tật là con của công nhân viên chức người lao động huyện Bắc Hà. Tặng 100 chiếc bánh chưng và tổ chức ăn Tết cho cán bộ giáo viên, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Mòn 2. Năm nay thì có một cái sự đổi mới, đó là không huy động toàn bộ cái lực lượng cán bộ công chức có hoàn cảnh khó khăn cũng như con cán bộ công chức có hoàn cảnh khó khăn về tập trung tại Tết Sum Vầy, mà chúng tôi ủy quyền cho các công đoàn cơ sở trao tại cơ sở, và ngày hôm nay chúng tôi chỉ trao trên địa bàn và địa bàn để tổ chức Tết Sum Vầy và một số đoàn viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn trên địa bàn. Thế còn lại số còn lại thì chúng tôi ủy quyền cho các chủ tịch công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện để các đồng chí trao đến tận tay đoàn viên của mình. Cùng với việc thăm hỏi động viên tặng quà Tết cho cán bộ công nhân viên chức lao động, đặc biệt là đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thì nhiều đơn vị doanh nghiệp còn chăm lo Tết cho người lao động bằng những việc làm nhỏ nhưng vô cùng thiết thực như tặng vé xe, tài trợ những chuyến xe về quê ăn Tết. Sự quan tâm sẻ chia ấm áp nhân văn này sẽ là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn tới đoàn viên người lao động mỗi dịp Tết đến xuân về. Có thể nói rằng theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, để thực hiện tốt hơn cái việc chăm lo cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần cho đoàn viên người lao động, nhất là nhân dịp Tết Nguyên đán, thì nắm bắt được điều đó thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp công đoàn là nắm bắt tình hình, nắm bắt được những gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, rồi con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mồ côi tật nguyền, để chúng tôi có cái biện pháp tháo gỡ để chăm lo tốt hơn, với mục tiêu là tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, và với mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là không để ai bỏ lại phía sau. Với mục tiêu đó thì chúng tôi đã chỉ đạo các cấp công đoàn nắm bắt tình hình và tổ chức các cái hoạt động vui xuân đón Tết, nhưng đảm bảo là có sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để làm sao mà nhiều công nhân viên chức lao động được hỗ trợ, được động viên, nhất là trong giai đoạn khó khăn này và giai đoạn mà chúng ta phòng chống dịch COVID-19. Chương trình Tết Sum Vầy Kết nối Yêu Thương năm 2021 đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thành công tốt đẹp, góp phần động viên tinh thần công nhân viên chức người lao động, đặc biệt là các đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đón Tết Nguyên đán Tân Sửu đầm ấm hạnh phúc. Trong thời gian tới, bằng sự quyết tâm đồng lòng cũng như tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ của các cơ quan ban ngành, đơn vị doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai sẽ chăm lo tốt hơn nữa đến quyền lợi và đời sống, giúp người lao động có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Chuyên mục công đoàn số tháng 2 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục kỳ sau.